mến chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thành ngữ dã tràng xe cát thành ngữ dã tràng xe cát hay công dã tràng để chỉ một việc làm phí công mất sức mà không có ích lợi gì dã tràng là một loài giáp sát nhỏ chạy rất nhanh, sống ở bãi cát ven biển. Nó ăn các chất hữu cơ có trong cát và thường lấy hai chiếc càng đào lỗ vê cát thành từng viên nhỏ như hạt đu đủ. Mỗi khi có sóng biển tràn lên thì tan ra hết. Vì vậy, người ta cho rằng giã tràng là một công việc thật vô ích. Ca dao có câu, giã tràng xe cát biển đông nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì thành ngữ này có nguồn gốc từ câu chuyện sự tích con dã tràng ngày xưa có cặp vợ chồng tên là dã tràng vì cứu con rắn nên được trả ơn bằng viên ngọc quý nhờ có nó mà dã tràng có thể nghe được tiếng nói của các loài vật sau này vì ghen tức nên long vương dưới biển ăn trộm viên ngọc ấy từ đó vợ chồng dã tràng làm nhà ở ven biển ngày ngày đào cát để tìm lại viên ngọc quý ấy nhưng thật là vô ích đến lúc chết mà vẫn chưa tìm lại được nên đã hóa thành con dã tràng ngày đêm xe cát ngoài biển thế nên nhân gian mới có câu thành ngữ dã tràng xe cát để chỉ việc làm không mang lại lợi ích hay kết quả gì chỉ tốn phí thời gian và công sức mà thôi chúng ta cũng có thể hiểu dùng thành ngữ đồng nghĩa đó là thành ngữ công dã tràng công dã tràng hàng ngày xe cát sóng biển dồn tan tác còn chi chúng ta có thể vận dụng thành ngữ trong câu nói như sau học hành mà không có phương pháp học tập thì chỉ là dã tràng xe cát cuối cùng chẳng có kết quả gì. Kiếm tiền vất vả mà chỉ tiêu hoang phí, không chịu tiết kiệm, dành dụng thì sớm muộn cũng trắng tay, chỉ như công dã tràng mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về thành ngữ cạn tàu ráo má. Mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.